Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn không chỉ khiến mực nước ở nhiều vùng ao hồ dâng cao mà còn dẫn đến tình trạng ngập úng ở nhiều khu dân cư, gây ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân, ghi nhận của phóng viên thời sự. Phải sống trong cảnh ngập úng, không lối thoát nước mỗi khi mưa lớn kéo dài xảy ra, không còn là câu chuyện xa lạ với hơn 20 hộ dân sống ở khu tập thể chuyên gia, ngõ 4, đường Lý Bôn, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên. Với lượng mưa lớn trong hơn 2 ngày qua, lối đi của các hộ dân đã ngập sâu. Hầu như là năm nào vào mùa mưa là cũng bị ngập lụt như này. Và phường thì cũng có cho người vào để bơm hút nước đi nhưng mà không ăn thua. Và năm nay là mạnh nhất là nước bắt đầu là đã ngập vào trong nhà. Bây giờ là đến nước vào đến trong nhà là phải cho cháu nhỏ đi ra ngoài ông bà nội. Không phải ở nhà thì nước nó bẩn xong rồi. Sinh hoạt mà ăn uống cái thứ bây giờ là ăn toàn là đứng thôi. Là cơm với cái thứ nấu nhà nó ngập hết rồi. Ngập ở trong nhà hết, ăn uống thì toàn phải ăn không có chỗ ngồi để ăn. Để khắc phục tình trạng ngập úng trong khu vực này, chính quyền địa phương và các hộ dân đã huy động máy bơm để hút nước ra bên ngoài. Song do sáng nay mưa to nên sử dụng máy bơm vẫn không thể khắc phục được tình trạng ngập úng trong nhà các hộ dân. Là mình thì muốn cũng là muốn là để cho dân ở đây được di chuyển tái định cư ở chỗ khác hoặc là cho tái định cư tại chỗ ở đây để dân có thể sửa chữa nâng cấp để đời sống nó được hoàn thiện hơn.